Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Vận hạn tuổi Mùi trong năm 2021. Năm này tuổi Mùi phạm xung thái tuế, xung đột về thị phi ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm dễ động, phát sinh chuyện lặt vặt. Những ai phạm thái tuế không nên quá lo lắng, có thể tìm hiểu và xem thêm các video trên kênh Khải Toàn đã nói về phạm thái tuế. Tuổi Mùi thiên về người nội tâm và có phần nóng tính, thích nghiên cứu sáng tạo, họ bao dung vị tha, họ quan trọng nhất là gia đình rồi mới đến công việc. Các nhóm tuổi Mùi có vận trình bất lợi năm Tân Sửu. Một là nhóm sinh vào các tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Nhóm này sẽ phạm phải trực xung phá hình. Người sinh vào tháng Sửu, tầm tháng 1 dương lịch càng cẩn trọng. Nhóm có vận không tốt thứ hai sinh vào mùa thu, tầm cuối tháng 8 cho đến giữa tháng 11 dương lịch. Và nhóm sinh vào mùa đông, tầm tháng 12 cho đến đầu tháng 2 dương lịch. Thuộc các nhóm bát tự có thủy vượng, gặp năm kim thủy dễ hao tài, làm khó giữ được tiền. Vì thế hãy tập bố thí khi có cơ hội, đơn giản chỉ là bố thí niềm hoan hỷ hoặc bố thí chút công đức là những cách dùng nghiệp lành hóa giải thời vận không tốt. Ngược lại với các nhóm trên là nhóm có vận tốt hơn. Thứ nhất là tuổi Mùi sinh vào mùa xuân, tầm cuối tháng 2 cho đến tháng 4 dương lịch. Thứ hai là tuổi Mùi sinh vào mùa hè, tầm đầu tháng 5 cho đến tháng 7 dương lịch. Người sinh vào mùa xuân và mùa hè có mộc hỏa vượng, gặp năm có kim thủy, khả năng kiếm tiền khá tốt. Tuy nhiên các nhóm này vẫn có trở ngại nhất định. Để có được thành công cần kiên trì lẫn may mắn, vì tuổi Mùi gặp năm Sửu là phạm thái tuế. Việc sẽ thành nhưng không dễ. Ví như con đường ta chạy xe, nếu quá thông thoáng sẽ làm ta chủ quan, nếu có mấy anh áo xanh áo vàng ta sẽ cẩn thận hơn. Xét vận hạn tuổi Mùi vào năm Sửu theo từng tháng như sau. Vào tháng Tỵ có sao Dịch Mã, từ 12 tháng 5 cho đến 9 tháng 6 dương lịch là tháng Tỵ. Dịch Mã đại diện cho lữ hành, biến động, thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc hoặc là đi xa. Tuổi Mùi gặp tháng Mùi từ 10 tháng 7 cho đến 7 tháng 8 dương lịch là trực thái tuế. Gặp tháng Mùi sẽ có sao Hoa Cái. Sao Hoa Cái chủ về sáng tạo, tài hoa. Phạm thái tuế không phải điều lành về lời ăn tiếng nói. Ngoài ra vào tháng Thân có sao Hồng Loan từ 8 tháng 8 cho đến 6 tháng 9 dương lịch. Sao Hồng Loan đại diện cho có tình yêu. Mệnh thiếu kim là có tình yêu, mệnh kỵ kim thì ngược lại tình cảm không tốt. Tuổi Mùi có sao Hoàng Trì vào tháng Tý, từ 4 tháng 12 cho đến 12 tháng 1 dương lịch là tháng Tý. Sao Hoàng Trì chính là đào hoa, mệnh cần kim thủy đại diện cho tình yêu gặp gỡ, mệnh kỵ kim thủy gặp Hoàng Trì dễ xung đột tình cảm. Các sự kiện theo tháng theo năm không ảnh hưởng bằng đại vận, xét về đại vận phải xem kỹ một lá số. Chữ Tân thuộc hành kim, năm Sửu thuộc thổ kim thủy, năm này kim thổ thủy vượng, những mệnh kỵ kim thủy bất lợi. Với những người sinh vào mùa thu và mùa đông hoặc sinh thần bát tự có kim thủy vượng, thường sinh vào các tháng Thân, Dậu, Hợi, Tý, Sửu. Tuổi Mùi gặp năm Sửu là xung thái tuế, năm hạn thái tuế xung với tuổi, đại diện cho vận trình năm này nhiều thay đổi, nhiều chuyện lặt vặt, dễ liên quan thị phi. Người phạm thị phi phải làm sao? Nếu trước đây không gây thị phi, đến năm gặp hạn sao thái tuế sẽ không có trở ngại. Nếu trước đây lỡ gây thị phi, giờ phải chấp nhận, nhẫn nhịn, một điều nhịn là chín điều lành. Các video trước đây Khải Toàn có đề cập cách hóa giải phạm thái tuế khá là đơn giản. Một là nhẫn nhịn, ai đó nói điều khó nghe, bạn không nên phản hồi tiêu cực. Đừng để tâm trí bị động, dễ phản hồi trước những lời đả kích khó nghe này. Và thế là tâm trí bị lôi kéo vào cuộc khẩu chiến.
chẳng thể nào có khoảng trống cho sự yên bình. Những phản ứng không tốt này sẽ tiếp tục theo đuổi bạn vào nhiều năm sau. Muốn từ bây giờ và sau này không vướng phải thị phi, phải biết nhẫn nhịn, lùi một bước biển rộng trời cao, không ai bắt ta phải nhẫn nhịn, nhưng nhẫn nhịn là nhân lành cho chính bản thân ta. Thị phi là gì? Thị là tốt, phi là xấu, thị phi như cỏ rác, tức là đâu đâu cũng có thể có thị phi. Người tạo thị phi là tạo nghiệp, nghe nhưng không vướng mắt vướng tai là người có tâm bồ đề. Muốn nhẫn nhịn tốt phải có tâm an tịnh, muốn có tâm an tịnh nhất định phải tập hành thiền mỗi ngày khoảng 10 phút, chỉ 10 phút mỗi ngày. Bước thứ hai, ta làm việc cần nhẫn nại. Cuộc sống luôn có chướng ngại, vận hạn không tốt càng khó khăn gấp bội. Thế thì nên nghĩ theo hướng tích cực, các trở ngại là cơ hội khảo nghiệm. Nếu nhẫn nại và kiên trì vượt qua sẽ cho bản thân thêm kinh nghiệm để bước tiếp. Bước thứ ba là chú trọng sức khỏe. Mỗi người dù có cơ thể khỏe mạnh, muốn dưỡng thân phải ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và hoạt động thể chất mới có thể giúp thân khỏe. Tuổi Mùi sinh mùa thu kỵ kim, gặp các năm có kim thủy vượng như năm Tân Sửu hoặc năm Canh Tý thường bất lợi. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng đông là mộc, nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng, quần áo trang sức nên dùng màu ấm. Có thể dùng trang sức đá màu xanh lá như thạch anh tóc xanh lá, thỉnh thoảng đi mua hoa, đi nhà sách, ăn chay, ăn đông trùng hạ thảo, trái cây xanh tươi. Tìm gặp người sinh vào mùa xuân là những cách nạp mộc hiệu quả nhất để tăng vận may, giảm vận xấu. Tuổi Mùi sinh mùa đông thường là kỵ thủy, gặp năm có kim thủy vượng như năm Tân Sửu hoặc Canh Tý đa phần bất lợi. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng nam hoặc đông, nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng, trang sức, quần áo, đồ vật nên có màu đỏ, cam, hồng hoặc xanh lá. Có thể dùng trang sức màu xanh lá hoặc màu đỏ. Ăn chay, ăn rau xanh, ăn nấm là mộc. Đồ nướng, ăn cay là hỏa. Thỉnh thoảng nên vào bếp nấu ăn là tăng vận hỏa. Tìm gặp người sinh mùa hè là cách nạp hỏa hiệu quả nhất để tăng vận may. Tuổi Mùi sinh mùa xuân hoặc mùa hè, gặp năm có kim thủy vượng, đa phần là thuận lợi. Do phạm xung thái tuế, vẫn gặp biến động về thị phi lẫn sức khỏe, nhưng đừng lo lắng. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc thuộc kim. Hướng Bắc thuộc thủy, nên tắm sáng và làm cho tóc ướt. Quần áo trang sức vật dụng bên cạnh nên dùng màu mát. Có thể dùng trang sức đá màu đen hoặc màu xanh dương, trắng xám vẫn được. Soi gương là kim thủy, uống trà đá cũng là thủy, giữ cho gương mặt trắng sáng. Tìm gặp người sinh vào mùa thu hoặc mùa đông là những cách nạp kim thủy hiệu quả để tăng vận may, giảm vận xấu. Với ai sinh năm Ất Mùi, Đinh Mùi hoặc mệnh ngày sinh có Ất và Đinh, gặp năm Tân Sửu sẽ bị thiên khắc địa xung, vì Sửu Mùi tương xung, Tân khắc Ất và Tân khắc Đinh. Dù có như thế cũng không phải là vấn đề, có trở ngại, có thất bại mới có thành công. Vấn đề lớn nhất nằm ở tâm thái lạc quan của mỗi người như thế nào. Để có tâm an tịnh, tốt nhất cần tu tập, cần chỉnh sửa tu thân. Muốn cải biến vận hạn đón tài lộc, muốn gia đạo bình an, muốn tâm thân an, các vị muốn rất nhiều, nhưng không kiên trì tu tâm dưỡng tánh, không gieo thiện lành thì không thể nào có được điều ấy. Các bạn nên biết, muốn hạnh phúc phải giảm muốn biết đủ, giảm những ham muốn không cần thiết. Ví dụ mỗi người chỉ cần một đôi giày, một chiếc xe là đủ, nhưng vì thấy bạn bè xung quanh cái gì họ cũng có, ta cũng muốn có theo. Biết đủ với những thứ mình đang có, chỉ cần giảm muốn biết đủ, hạnh phúc sẽ đến. Khải Toàn đã trình bày với các bạn cách tăng vận may theo mệnh khuyết hóa giải thái tuế. 99% còn lại phụ thuộc vào chính các bạn. Phải xem các bạn có đủ sự kiên trì tu tập tâm thiện lành hay không. Phạm thái tuế không cần cúng kiến, không cần cúng sao giải hạn.
mọi người đều phải đối mặt với thời gian sắp tới. Muốn vận tốt chỉ cần tâm thái tốt, mỗi ngày hành thiền để tâm an tịnh, cân nhắc lời nói để tu tâm dưỡng tánh, nhẫn nhịn trước những lời không hay, kiên trì nhẫn nại, bố thí nụ cười, bố thí niềm vui và gặp các bậc thiện tri thức. Hãy tu tập để tạo nghiệp lành. Nghiệp lành là những thói quen thường xuyên, ví dụ như biết đủ là vui, giúp đỡ và bố thí mọi người khi có cơ hội. Tin hay không, nhân quả vẫn luôn tồn tại. Ví dụ, mỗi ngày ngồi hành thiền 10 phút là nhân, vài tháng, vài năm sau, tâm trí an tịnh, đó là quả. Các bạn nên biết, thành công nhờ kiên trì, trí tuệ nhờ chánh niệm. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.